chứ ăn nó đã ỉa rồi. Nó kêu to chứ trong gần, chút gần trong nhà thấy nghe thấy mà. Ờ, giống như là nó đi kêu. Nó sợ, nó kêu cũng như là nó bị ăn thịt đó chú ơi. Ừ. Nó sợ cũng như nó bị ăn thịt. Con kia sắp sẽ bị ỉa nó. Cong đuôi này ỉa, con này vừa mới ỉa đống. Hồi sao chú Quỳnh biết dây hồi sao có nuôi à? Thì này chú không có nuôi mà chú thấy đi thì chú tìm hiểu chú biết thôi, phải không? Ừ. Ăn, bất cứ cái ngã gì. Ừ. Cây gì ăn hết ừ. Tạm thời để nó trong đây mấy ngày á chú Quỳnh. Ừ. Tuần đi để cho nó quen châu á. Rồi sau đó mới thả nó rong, nó chạy rong cũng được. Hai con gái hầm ăn bổ lắm. Hả? Hai con dây hầm ăn bổ lắm. Hầm ăn. Dạ, nó phải có thuốc bắc nữa. Really? Hầm thuốc bắc. Ông không bán con cái chú Quỳnh. Thôi mua hai con đỡ dây đực cho nó ăn cỏ đó. Mai mốt mua cái về sao? một bầy dê á chú Quỳnh. Ừ. Thật sự dê nó còn một con đực thôi, chục con gái cũng được. Đúng rồi. À, nó không cần nhiều đực, cho nên người ta bán đực nhiều á, ta không muốn để nó lại nhiều. À, chú Quỳnh cũng cho em coi mấy con vịt của cháu nè, ba chú vịt. Cháu để trứng vịt trong đó nó không có ấp, nó còn qua con kia không ăn chú Quỳnh, vẫn còn năm trái. Cháu có tưởng là mà năm trái sẵn nay da là mất rồi, còn trong đó trong cái thùng xanh á. Thấy nó không? Chú vịt. Một con đực hai con cái. Nó không phải con vịt. Vịt xiêm mà. Ờ vịt xiêm. À, vịt xiêm cũng là vịt vậy. À kia mới là vịt chính thống. Chứ không phải là vịt à chú Quỳnh? Vịt này là con Bắc mình kêu là con ngan đấy. À. Ừ. Cũng được. Không là gì. Chứ mà mốt có trứng là chú Quỳnh là tha hồ ăn. Vịt này là người Nam kêu là vịt xiêm. Ừ. Ừ. Còn người Bắc kêu con ngan. À. Ngan cái gì mà. Cháu chả biết. Con này nó giữ. Đâu giữ đâu. Ừ, nó mổ. Nó mổ ghê. Ừ. Cháu tại vô nó. Ờ không bắt. Cho ăn dĩa nó quen thôi. Ừ. Anh muốn đóng lên cái chuồng bên kia này lên. Đóng cái chuồng nó có con gì để thả vô để cho ba bày chuồng nó dễ. Thế kè hả? Hồi xưa ông này em biết ông nuôi nhiều thú lắm nên ông mới có chuồng linh tinh. Ừ, linh tinh nha. Sẵn không? Yeah, chuồng gà để kia được chút anh. Tôi nghĩ một trong hai chuồng đẹp chuồng gà được á. Ha. Ừ. Đó. Đó, chuồng đó hay chuồng kia ông cũng được. Hồi xưa là ông nhân giống chó đó chú Quỳnh. Ừ. Nên ông cứ... À, cái con chuồng thì không có chuồng. Cột bỏ hết nữa. Bán bớt xe đi. Thì đó, cho mỡ clear mỡ cỏ thì nó ăn rồi nha. Ăn nó hiểu rồi. Thì thôi khoan cho nó đồ ăn của nó. Ừ, vậy thôi đi, ừ, giữ lại đi. Để mấy ngày sau anh đem cho nó. Chú sáng ra đi nổ lốp xe cho nên sao nổ. Ồ, vậy á.